tại hải ngoại. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một công cụ của nghị quyết 36 mà chúng ta đồng lòng đoàn kết chống đối tối nay. Chúng ta sẽ mãi mãi Libertas San Jose, tất cả mọi nơi của Hoa Kỳ sẽ mãi mãi là thành trì chống cộng sản Việt Nam và tay sai của chúng. Xin đáng và xin cảm ơn quý vị. À, xin đề nghị là tất cả quý đồng hương cũng như những vị nhân sĩ sẽ phát biểu. Sau phần phát biểu thì tôi xin đề nghị sẽ hô lên đá đảo cộng sản, và đồng hương chúng ta sẽ hô đá đảo, đá đảo, đá đảo. Yeah! Tiếp theo xin mời chị Hoàng Lan. Kính thưa quý đồng hương, trước khi chúng tôi giới thiệu thành phần có mặt ngày hôm nay, chúng tôi được xin phép đọc cái lá thư của ông dân biểu Ascara gửi cho tất cả chúng ta bằng Việt ngữ. Thơ bằng Anh ngữ đã gửi ra cho tất cả mọi người. Chúng tôi xin đọc nguyên văn của lá thư của ông dân biểu Ascara. Kính gửi cư dân gốc Việt trong vùng vịnh, chúng tôi viết thư này để bày tỏ lo ngại về buổi trình diễn văn nghệ tổ chức bởi Ruby Boulevard Entertainment ngày 2 tháng 12 2018 tại Indian Community Center, vùng Libertas, California, với sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng, người đã được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Với danh hiệu này, Đàm Vĩnh Hưng đã được huấn luyện để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản với mục tiêu giúp nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam truyền bá chủ thuyết cộng sản khi trình diễn ở bất cứ nơi nào trong nước cũng như ngoài lãnh thổ Việt Nam. Năm 2013, Hội đồng thành phố Libertas, California với đa số đồng thuận rằng sự thăm viếng của bất cứ thành viên hay tổ chức liên kết của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải được thông báo cho thành phố 14 ngày trước khi thăm viếng, đồng thời thông tin cho cơ quan thi hành luật pháp trước khi tổ chức sự kiện. Chúng tôi tin rằng buổi trình diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vi phạm điều 14 ngày thông báo, và buổi trình diễn nào được buổi trình diễn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cộng đồng do sự biểu tình chống đối sự có mặt của Đàm Vĩnh Hưng. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, buổi trình diễn sẽ khơi lại vết thương sự cắt đoạn chính quyền và việc tuyên truyền đã được cộng sản sử dụng trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chế độ cộng sản cũng là một chế độ mà họ phải trốn chạy rồi bỏ quê hương. Trước đây, sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng đã gặp phải nhiều cuộc biểu tình chống đối ở khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ cũng như Canada. Buổi trình diễn sắp tới đã kích động cộng đồng người Mỹ gốc Việt từ Libertas, San Jose, Sacramento, Stockton và miền Nam California. Họ sẽ về từ khắp nơi và đồng tổ chức biểu tình quy mô để chống đối trong những ngày hôm nay. Vì lý do an toàn công cộng cho cư dân hiện nay tại thành phố Libertas, và hơn nữa đây cũng là sự xúc phạm tổn thương tâm lý cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng tôi. Chúng tôi cùng chung lập trường chống đối với người Mỹ gốc Việt ở cấp địa bàn California. Chúng tôi đồng thời kêu sự bảo vệ cho những người biểu tình ôn hòa được tới nơi tổ chức văn nghệ ngày hôm nay. Trân trọng dân biểu Ascalda ký tên và dân biểu Kenson Chiu đồng ký tên. Yeah! Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm tạ tất cả quý vị đã tham dự ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu đại diện Hội đồng Giám sát Cộng đồng Người Việt Liên bang Hoa Kỳ, ông Chủ tịch Lưu Văn Tươi đã gửi điện thư ủng hộ và động viên tinh thần. Thứ hai, đại diện Hội đồng đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, ông Chủ tịch Nguyễn Văn Tánh đã gửi điện thư ủng hộ và động viên tinh thần. Thứ ba,
đại diện Hội đồng đại biểu Cộng đồng người Việt quốc gia Florida, ông Chủ tịch Nguyễn Thanh Liêm đã gửi thư điện thư ủng hộ và động viên tinh thần. Thứ tư, đại diện Hội đồng đại biểu Cộng đồng người Việt quốc gia Florida, ông Chủ tịch Nguyễn Thanh Liêm đã gửi thư ủng hộ và động viên tinh thần. Kế đến, chúng tôi xin giới thiệu đại diện Cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản miền Trung lục miền Trung California Fresno, ông Chủ tịch Lê Đình Quy và phái đoàn tham dự, xin quý vị cho tràng pháo tay. Kế đến, chúng tôi xin giới thiệu đại diện Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Nam Cali, ông Chủ tịch Phan Kỳ Nhân và phái đoàn đồng tham dự. Kế đến, chúng tôi xin giới thiệu đại diện Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản Stockton, California, ông Chủ tịch Nguyễn Hiền và phái đoàn tham dự. Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đại diện đồng hương người Việt tị nạn Cộng sản Sacramento, California, biệt động quân Nguyễn Tất Vượng. Chúng tôi xin giới thiệu đại diện hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Sacramento, Tô Sang Võ và phái đoàn hậu duệ tham dự. Chúng tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Minh Ngọc đến từ Oakland. Xin quý vị cho và kế đến, chúng tôi xin cảm tạ tất cả quý vị ngày hôm nay là thành viên của thành phố Vivitas cũng như từng sinh hoạt rất nhiều tại San Jose. Chúng tôi biết rằng tất cả quý vị cựu quân nhân và phần lớn những hội đoàn đấu tranh, những khuôn mặt đấu tranh quen thuộc của thành phố chúng ta đang có mặt ở đây. Chúng tôi xin cảm tạ toàn thể quý vị đã tới tham dự ngày hôm nay để nêu cao tinh thần chống cộng cực độ và cuộc chiến của chúng ta vẫn còn. Chúng ta phải tranh đấu cho những lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho người Việt Nam, cho nước Việt Nam, thưa quý vị. Sau đây chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của nghị viên thành phố Vivitas là anh Anthony Phan. Xin quý vị cho Anthony Phan cả bắt tay và xin mời Anthony nói lên. Anthony Phan xin kính chào quý đồng hương. Trước hết Anthony muốn cảm ơn quý đồng hương có mặt ngày hôm nay và qua mấy tuần nay tranh đấu để phản đối Đàm Vĩnh Hưng. Anthony qua mấy tuần nay đã điều đình với sếp cảnh sát thành phố San Jose và sếp cảnh sát của thành phố Milpitas. Và nếu mà quý vị thấy là không có sự hiện diện của cảnh sát San Jose nữa, thành ra mình đã cắt đi cái phần an ninh cho Đàm Vĩnh Hưng một phần đó rồi. Và cái sự hiện diện của cảnh sát Milpitas là chỉ để giữ an ninh cho cộng đồng chúng ta thôi. Anthony cảm giác là rất là buồn là trung tâm cộng đồng Ấn Độ chấp nhận cho đồng ý cho Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục trình diễn. Anthony đã chia sẻ những cảm nghĩ này đến với ông chủ tịch của trung tâm cộng đồng Ấn Độ rồi, nhưng mà rất tiếc ông vẫn tiếp tục cho cái buổi trình diễn này tiếp tục. Và quý vị, cái trung tâm Ấn Độ là mỗi năm là xin tài chánh của hội đồng thành phố, và kể từ này về sau Anthony sẽ không bao giờ ủng hộ trung tâm Ấn Độ nữa. Quý vị có mặt ngày hôm nay, Anthony cần quý vị có mặt sau này lúc mà hội đồng thành phố điều đình để cái nghị quyết cấm cano Đàm Vĩnh Hưng. Và để làm cho chắc ăn là sau này không có cái dự án như vậy, không có bao giờ xảy ra nữa. Anthony cảm giác là cái này là một sự thất bại của
hội đồng thành phố trước đây và hội đồng thành phố bây giờ. Thì nay Anthony thành thực xin lỗi Quý Đồng Hương là Anthony không có thể chống được và làm ngừng cái buổi trình diễn ngày hôm nay. Nhưng mà Anthony sau này Anthony sẽ hết sức tiếp tục tranh đấu để làm chắc ăn là không có bao giờ xảy ra nữa. Anthony cảm ơn Quý Đồng Hương. Thank you. Muốn nói thêm một lời nữa thôi. Thưa quý vị. Quý vị có sợ Đàm Vĩnh Hưng không? Không. Quý vị có sợ Cộng sản không? Không. Quý vị biết ai sợ không? Không. Đàm Vĩnh Hưng sợ chúng ta. Đúng. Đang trốn chúng ta, chứ chúng ta không có trốn ai hết. Đúng. 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 Ngày hôm nay chúng ta mạnh và chúng ta tiếp tục tranh đấu. Xin mời ông Vũ Anh Trưởng, Phó Chủ tịch Nội vụ của Cộng đồng Người Việt Quốc gia dùng mắt California giới thiệu thành phần tham dự ngày hôm nay tại địa phương. Xin mời anh Vũ Anh Trưởng. Chống chui, chống lỗi qua ca. Vỗ tay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt rất là đông đủ. Từ Nam cho đến Bắc Cali, chúng ta có đầy đủ các phái đoàn về tham dự, bởi vì tất cả người Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới không ai chấp nhận chế độ Cộng sản. Yeah! Không ai chấp nhận sự tuyên truyền của Cộng sản trên vùng đất tự do. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt. Kính thưa quý vị, những người đã trên 80 tuổi, gần 90 tuổi lái xe từ Nam Cali lên để tham gia cùng với chúng ta, điều đó chứng tỏ rằng khí thế của tất cả đồng bào, dù lớn tuổi, dù nhỏ tuổi, ai cũng hăng say trong câu chuyện để chống lại sự tuyên truyền của ban Cộng sản. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị cao niên đã từ xa trở về đây cùng Bắc và ở thành phố Mipitat để cùng chúng tôi. Chúng tôi xin phép được giới thiệu các đoàn thể ở vùng Bắc Cali đã ghi danh để mà tham dự và có mặt ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, bác sĩ Phạm Đức Vượng. Thứ hai, Liên hội Cựu quân nhân Bắc Cali, Quỹ chiến đấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ ba, Thu hồi cựu tù nhân chính trị Bắc Cali, chiến hữu Mai Quyên và các chiến hữu. Nói nhiều không được. Giờ đấu cha nó dám đút đầu ra đó. Hội Võ Binh Quốc gia Đà Lạt và các chiến hữu tham dự ngày hôm nay. Thứ năm, Hội Thiếu Sinh Quân và các chiến hữu tham dự ngày hôm nay. Liên trường sĩ quan trừ bị Việt Nam Cộng Hòa, chiến hữu Nguyễn Hữu Nhân và các chiến hữu tham dự ngày hôm nay. Hội Địa phương quân và Nghĩa quân, chiến hữu Triều Hà và quý chiến hữu. Thứ 9, Hội Thủy quân lục chiến Bắc Cali và các chiến hữu Thủy quân lục chiến tham dự ngày hôm nay. Hội Biệt động quân Bắc California có chiến hữu Biệt động quân Trần Song Nguyên. Hội Quân cảnh Bắc California và các chiến hữu Trần Đắc và các chiến hữu quân cảnh. Hội Cảnh sát Quốc gia và các chiến hữu Cảnh sát Quốc gia có mặt ngày hôm nay. Hội Phụ nữ Việt Nam hải ngoại. Và chúng tôi cũng vừa được thông báo là có bà Nguyễn Thị Minh Tâm từ cộng đồng Bắc Cali.
hội thiết giáp Bắc Cali và các chiến hữu, hội pháo binh Bắc Cali và các chiến hữu, sư đoàn 18 và các chiến hữu, và còn những hội đoàn khác, chúng tôi sẽ xin phép để được bổ túc và thông báo đến tất cả quý vị. Nếu còn những hội đoàn nào mà chúng tôi chưa kịp nêu danh ở đây, xin quý vị cho ban tổ chức biết để chúng tôi tiếp tục nêu danh của hội đoàn và tất cả bà con đã tham dự ngày hôm nay. Yeah! Thưa quý vị, chúng tôi thấy là có hiện tại Nguyễn Thanh Liêm là một vị cao niên rất là lớn tuổi cũng có mặt ngày hôm nay, thưa quý vị. Yeah! Và một điều nữa là chúng tôi thấy có hội lực lượng sĩ quan của Đức và rất đông anh em có mặt ngày hôm nay. Yeah! Và hội thanh niên cờ vàng do anh Nguyễn Minh Huy cũng có mặt ở đây ngày hôm nay. Yeah! Và sau đây chúng tôi xin mời ông Phan Kỳ Nhân, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Dạ, xin mời anh Phan Kỳ Nhân. Và giống như là chương trình của ban tổ chức thì sau khi một diễn giả nói xong thì sẽ hô khẩu hiệu đả đảo cộng sản, và đồng hương chúng ta sẽ hô đả đảo trong cái tinh thần rất là trật tự. Chúng tôi Phan Thị Nhân cùng phái đoàn ở Nam Cali thuộc nguyên ủy ban xuất nhập cảnh và khai thác xin kính chào toàn thể đồng hương chị đang cộng sản ở Bắc Cali. Thưa đồng hương, nơi nào có cộng sản xuất hiện là chúng ta có sự phản đối bằng các cuộc biểu tình, đó là đương nhiên. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là con cờ trong mặt trận văn hóa mà thôi, thành ra chúng ta cũng phải tổ chức các cuộc biểu tình để phản đối. Để làm gì? Để giữ vững làng ranh quốc cộng. Nơi nào có cộng sản thì chúng ta biểu tình để nhận diện được, nhất là những người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, những người mang lý lịch tị nạn cộng sản giờ này tiếp tay cho cộng sản để thi hành nghị quyết 36 qua mặt trận văn hóa. Điển hình là buổi trình diễn văn nghệ của Đàm Vĩnh Hưng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi toàn thể đồng hương khắp nơi trên đất nước Mỹ cũng như trên thế giới, nơi nào có sự xuất hiện của chế độ cộng sản, của cán bộ cộng sản qua mặt trận văn hóa hay là hình thức nào khác, chúng ta đều phản đối. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Để làm gì? Để giữ giữ làng ranh quốc cộng. Chúng ta sống trên đất nước thượng tôn pháp luật, chúng ta sử dụng cái quyền của công dân Hoa Kỳ và chúng ta phản đối. Chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta cũng không làm gì mà để mà bạo động. Chúng ta biểu tình trong luật pháp của Hoa Kỳ, điều mà chúng ta đã làm. Và chúng ta liên ủy ban chúng tôi đã tổ chức biểu tình trên 25 năm nay, liên tục các cuộc biểu tình để phản đối chế độ cộng sản. Để làm gì? Để khích lệ tinh thần toàn dân trong nước, để cùng đồng lòng nổi lên lật đổ chế độ cộng sản. Vì tới giờ phút này, giờ thứ 25 này, không ai không biết được cộng sản đã bán nước cho Tàu Cộng, chuyện đó là đương nhiên. Thành ra việc của chúng ta làm là mục tiêu cao cả, là sự hy sinh cao cả. Tôi kêu gọi toàn thể đồng hương, nhất là giới trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba, phải coi cái sự thật của lịch sử như thế nào để mà có trách nhiệm với dân tộc và đất nước. Ngày hôm nay chúng ta chống Đàm Vĩnh Hưng cũng mục tiêu đó mà thôi. Thành ra chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi người hãy quan tâm, đừng thờ ơ, đặc biệt những ai trước 75 đã mặc bộ quân phục là phải là lực lượng đòi tiên khởi của các cuộc biểu tình, đó là đương nhiên. Vì chúng ta là quân dân, chưa ông nào giải ngũ hết, chưa ai giải ngũ hết. Tất nhiên dân do dù tuổi đã cao, đã già yếu nhưng mà còn thở, chúng ta còn trách nhiệm. Một lần nữa kêu gọi sự quan tâm và quyết tâm giữ vững làng ranh quốc cộng, và đặc biệt đồng hương ở địa phương nhận diện những tay tiếp tay với cộng sản thi hành nghị quyết 36 để chúng ta minh định một cách rõ ràng làng ranh quốc cộng. Xin kính chào toàn thể đồng hương. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Đình Huy,
đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản Pháp.